Quyển 100 thứ 5 Nhiếp Trạch Sự Điều Phục phần 2. Lại nữa, Bí Sô Siêng học nương tỉ lại ra nên chân chánh biết khắp năm xứ đây. Những gì là năm: 1. Biết khắp sự. 2. Biết khắp tội. 3. Biết khắp bồ đặc giả la. 4. Biết khắp dẫn nhiếp nghĩa lợi. 5. Biết khắp tổ não. 1. Biết khắp sự, có năm sự quẩn như Thành Văn Địa đã thuyết. 2. Biết khắp tội, Bí Sô Siêng học nương tỉ lại ra do năm chủng tướng biết khắp chỗ phạm. A. Biết khắp nhân duyên phạm tội. B. Biết khắp đẳng khởi phạm tội. C. Biết khắp sự việc phạm tội. D. Biết khắp gia hạnh phạm tội. E. Biết khắp rốt ráo phạm tội. A. Biết khắp nhân duyên phạm tội. Biết khắp hoặc nhân duyên do tham, hoặc nhân duyên do sân, hoặc nhân duyên do si nên hủy phạm các tội. B. Biết khắp đẳng khởi phạm tội, hoặc có tội do thân khởi hết thảy, chẳng phải do ngữ, chẳng phải do tâm. Hoặc lại có tội do ngữ khởi hết thảy, chẳng phải do thân, chẳng phải do tâm. Hoặc lại có tội do tâm khởi hết thảy, chẳng phải do thân, chẳng phải do ngữ. Và có tội do thân, do tâm khởi hết thảy, chẳng phải do ngữ. Hoặc lại có tội do ngữ, do tâm khởi hết thảy, chẳng phải do thân. Hoặc lại có tội do thân, do ngữ khởi hết thảy, chẳng phải do tâm. Hoặc lại có tội do thân, do ngữ, do tâm khởi hết thảy, không riêng do tâm. Đã phạm các tội nên đối trước người khác mà phát lồ hối trừ, hoặc chỉ tự mình thành khẩn phòng hộ sâu, như trường hợp Bí Sô phát khởi trùng trùng tầm tư dục, tầm tư bất thiện. C. Biết khắp sự việc phạm tội. Các sự việc phạm tội được có hai chủng: 1. Sự thuộc trong số hữu tình. 2. Sự thuộc trong số vô tình. D. Biết khắp gia hạnh phạm tội. Chỗ phạm tội có hai gia hạnh: 1. Sự nghiệp gia hạnh chẳng phải chỗ nên làm. 2. Sự nghiệp gia hạnh chỗ nên làm. E. Biết khắp rốt ráo phạm tội. Nếu đối với việc nào đó thì thiết phương tiện thực hiện, thì thực hiện cho đến rốt ráo, chẳng ở trung gian mà thối lui. Dụng duyên đầy thì chỗ phạm viên mãn. Ở trong phương tiện của các tập tội thô là vượt hơn người và chúng dư, cũng phạm tội đọa tử và ác tác. Ở trong phương tiện kia và trong mỗi tụ mà được rốt ráo, ở trong các phương tiện tội đọa tử cũng là phạm ác tác. Bốn chủng tụ tội gọi là tội còn sót, tội hữu dư. Tụ tội tha thắng gọi là tội không sót, tội vô dư. Hoặc chỗ phạm tội do có trí nên gọi là không tích tập, hoặc vì theo người mà hiển pháp nên cũng gọi là không tích tập. Trái với tướng đây, tức không gì không phải tích tập. Hoặc chỗ phạm tội đã phạm rồi mà đối trước người như pháp phát đồ, phương tiện hối trừ, gọi là đã trình bày nói rõ. Trái với tướng đây gọi là chưa trình bày nói rõ. Hoặc chỗ phạm tội đã phạm rồi sẽ hối trừ, gọi là có mong muốn. Trái với tướng đây gọi là không mong muốn. Hoặc chỗ phạm tội mà chư Phật Thế Tôn ở trong biệt giải thoát tỷ nại gia kiến lập là phạm, gọi là có chế lập. Trái với tướng đây gọi là không chế lập. Hoặc chỗ phạm tội hoặc thuộc phạm vi một loại bồ đặc giả la, hoặc lại thuộc phạm vi thời gian nào đó không xác định, không sai khác so với tướng trùng chế lập đã nói ở trước, nên biết tội đây gọi là đặc vận, trái với tội đây gọi là chẳng phải đặc vận. 3. Biết khắp bồ đặc giả la do năm tướng nên biết sai biệt. A. Do hành sai biệt. B. Do chúng sai biệt. C. Do tăng giảm sai biệt. D. Do chứng đắc sai biệt. E. Do quan sát sai biệt. Do hành sai biệt. Năng biết khắp do hành tham có sai biệt nên chỗ phạm có sự sai biệt. Tướng sai biệt kia như Thành Văn Địa đã thuyết. Do chúng sai biệt, năng biết khắp do bảy chúng là Bí Sô, Bí Sô Ni sai biệt nên chỗ phạm có sự sai biệt. Do tăng giảm sai biệt, như có một loại bồ đặc giả la hoặc quý tộc xuất ra, hoặc phú tộc xuất ra, hoặc dung nhan đoan chánh xuất ra. Ngoài ra có loại chẳng như vậy. Lại có một loại bồ đặc giả la đa văn uyên bác, có lời nói đầy đủ viên mãn, có đại trí đại phước, vững chắc mãnh lợi phòng hộ giới thành tịnh, ít có chỗ phạm khiến sai nhiều ác tác, năng khéo rõ biết lúc phạm tội và lúc ra khỏi tội. Ngoài ra có loại chẳng như thế. Nếu năng biết khắp các sự việc như vậy nên biết gọi là biết khắp tăng giảm có sai biệt nên chỗ phạm có sự sai biệt. Do chứng đắc sai biệt, năng biết khắp từ bồ đặc giả la tùy tiến hành cho đến rốt sau là bồ đặc giả la cầu phần giải thoát có bảy chủng sai biệt. Từ dự lưu hướng dự lưu quả cho đến rốt sau là a la hán quả có tám chủng sai biệt. Phân biệt các bồ đặc giả la sai biệt như vậy, tướng đây như Thành Văn Địa đã biện. Do quan sát sai biệt, bồ đặc giả la năng cử tội phải khéo léo quan sát người bị cử tội rồi mới cử tội, khiến người kia nhớ lại khởi quán như vậy: bồ đặc giả la bị cử tội đối với ta có lòng kính quý không? Tướng đây nên biết như kinh đã nói rộng, bồ đặc giả la bị cử tội đây cũng phải khéo léo quan sát người năng cử tội,
Người cử tội ta là ngu phu điên cuồng si khờ, cử tội phi pháp, muốn làm việc tổn hại đối với ta. Tướng đây nên biết như kinh đã nói rộng. Hoặc người cử tội ta là bậc trí không cuồng, không ngốc nghếch, chỗ có phẩm bạch. Tướng đây nên biết như kinh đã rộng thuyết. Lại đối với bộ đặc giả la khảm cử tội, nên chân tránh quan sát, nên khai cử chăng. Như vậy gọi là bộ đặc giả la quan sát sai biệt. Tất cả như vậy gọi là biết khắp bộ đặc giả la. 4. Biết khắp dẫn nghiệp nghĩa lợi. Năng biết khắp lược có ba chủng dẫn nhiếp nghĩa lợi. Những gì là ba? A. Dẫn nhiếp nghĩa lợi, lợi dưỡng của thân mình. B. Dẫn nhiếp nghĩa lợi khiến thân người ra khỏi tội. C. Dẫn nhiếp nghĩa lợi khiến tăng già đuổi bỏ người phạm giới an lạc. Dẫn nhiếp nghĩa lợi, lợi dưỡng của thân mình hoặc bản chất của các lợi dưỡng là thanh tịnh, gọi là chân thật. Hoặc các lợi dưỡng thanh tịnh được tích trữ để sử dụng, chẳng phải vô dụng, gọi là năng dẫn nghĩa lợi. Hoặc các lợi dưỡng chẳng quá thời gian cho phép mà được đem thọ dụng, gọi là đúng thời. Hoặc các lợi dưỡng khác, bí xô, cũng hiện dẫn nhiếp, gọi là có bạn. Có bạn đây chẳng phải dẫn phá tăng, gọi là lìa phá tăng. Nếu đầy đủ năm chi dẫn nhiếp nghĩa lợi lợi dưỡng như trên, lúc thọ dụng phải nên an trụ chánh niệm, dụng tâm vô nhiễm, thì dẫn nhiếp nghĩa lợi lợi dưỡng như vậy gọi là không tội. Dẫn nhiếp nghĩa lợi thân người ra khỏi tội, hoặc xem thấy chỗ phạm tội của người kia thật sự hiện hành, gọi là chân thật. Hoặc lại tự biết ta năng khiến kia ra khỏi bất thiện, an đạt nơi thiện, gọi là năng dẫn nghĩa lợi. Hoặc lúc người đang chân tránh gia hạnh như thuyết pháp, cùng kính phụng sự bậc tôn trưởng, chăm sóc nuôi dưỡng bệnh thì không nên cử tội, gọi là đúng thời. Hoặc cử tội kia, các bí xô khác cùng làm trợ bạn, gọi là có bạn. Nhưng nhân duyên có bạn chẳng phải năng dẫn phá tăng, gọi là lìa phá tăng thanh tịnh. Nếu đầy đủ năm tri dẫn nhiếp nghĩa lợi khiến thân người ra khỏi tội như vậy, phải nên an trụ chánh niệm, tâm không nhiễm ô. Như bạn thiện từ đem lời nhu nhuyến mà dẫn nhiếp người ra khỏi tội, gọi là không tội. Như dẫn nhiếp nghĩa lợi người ra tội, thì dẫn nhiếp nghĩa lợi khiến tăng già đuổi bỏ người phạm giới an lạc nên biết cũng vậy. Nhưng đây có sự sai biệt. Nếu nhân bị của trách đuổi bỏ mà người bị đuổi đây không làm chướng ngại người năng đuổi, hoặc không nhân đây phá hoại vườn của tăng, cũng không nhân đây tổn hoại thác và tổn hại đồng phạm hạnh khác, như vậy gọi là năng dẫn nghĩa lợi. Trải với tất cả tướng trên nên biết gọi là dẫn nghĩa không lợi. 5. Biết khắp tổn não là năm trùng tổn não ở hiện pháp, chỉ có kẻ phàm phu hướng đến, kẻ ngu si hướng đến, bậc trí tránh xa. Kẻ phàm phu ngu si kia tuy thật chẳng phải cuồng mà việc làm như cuồng, cho đến chỉ có hư dối trôi nổi, không tăng trưởng các việc làm có nghĩa lợi ích. A. Có một loại thương tiếc người chết, dùng nhiều tướng biểu hiện tự bức bách, tự đè nén, tiếc thương quá mức kẻ đã chết. Đây gọi là tổn não ở hệ pháp thứ nhất mà phàm phu hướng đến cho đến nói rộng. B. Có một loại kiếm sống rất khó khăn, nên tà khổ bức mình lấy đây nuôi sống. Đây gọi là tổn não ở hiện pháp thứ hai mà phàm phu hướng đến cho đến nói rộng. C. Có một loại vì tánh tham cấu keo lẫn, cất giấu tích trữ trùng trùng tài bảo, các vật dụng nuôi thân mà chỉ dùng chút ít phần nhỏ nhặt để tự nuôi sống thân. Đây gọi là tổn não ở hiện pháp thứ ba mà phàm phu hướng đến cho đến nói rộng. Sao gọi là cấu keo lẫn? Là tám trùng cấu keo lẫn. 1. Cấu keo lẫn do thói quen keo kiệt tham lam đã có từ trước, không thường huân tập hạnh huệ thí. 2. Cấu keo lẫn do hiện pháp ôm lòng ái luyến quý trọng thân mạng phẩm thượng. 3. Cấu keo lẫn do thường cộng trú với người có tánh keo lẫn và học theo thói của kia, không xuyên suốt huân tập bi, tâm bi yếu kém. 4. Cấu keo lẫn do thấy các ruộng thí có ít công đức, vi phạm chánh hạnh. 5. Cấu keo lẫn do đối với tài vật khởi tưởng khó được. 6. Cấu keo lẫn do ba thời ưu hối. 7. Cấu keo lẫn do đối với các tài bảo chỉ thấy công đức không thấy quá hoạn. 8. Cấu keo lẫn do tà thí hồi hướng, nên biết đây gọi là 8 chủng cấu keo lẫn. D. Có một dạng người yêu thích cõi trời, muốn cầu sanh thiên nhưng không như thật biết con đường sanh kia, nên tự bức hại thân mình như đoạn ăn uống nhảy vào lửa, lên núi cao gieo mình nhảy xuống. Đây gọi là tổn não ở hiện pháp thứ tư mà phàm phu hướng đến cho đến nói rộng. E. Có một dạng người thích thanh tịnh mà không như thật biết con đường thanh tịnh, lại dùng pháp khổ để được thanh tịnh và dùng vô lượng môn tự bức hại mình. Đây gọi là tổn não ở hiện pháp thứ năm mà phàm phu hướng đến cho đến nói rộng. Như vậy đó là năm chủng tổn não ở hiện pháp. Bí xô siêng học nương tỉ nại ra nên tránh biết khắp, nên tránh xa lìa.
Lại nữa, Bí Xô Xuyên Học nương tỉnh lại ra, thành tựu năm pháp khiến người chưa tín sanh tín, người đã sanh tín càng thêm tăng trưởng. Những gì là năm? Một, giới viên mãn; hai, chánh kiến viên mãn; ba, quỹ tắc viên mãn; bốn, tịnh mạng viên mãn; năm, xa lìa triển chuyển đấu tranh viên mãn. Giới viên mãn được có 10 chủng, tướng đầy như thành viên địa đã biện, đó là lúc ban đầu khéo thọ trì, không quá trì trệ, không quá phấn tấn, cho đến nói rộng. Chánh kiến viên mãn được có 5 chủng: một, tăng ích, tức là đã vĩnh viễn đoạn thân kiến và biên chấp kiến; hai, tổn giảm, tức là đã vĩnh viễn đoạn trừ loại bỏ tà kiến; ba, chấp thủ kiến, tức là đã vĩnh viễn đoạn các kiến thủ và giới cấm thủ; bốn, đã vĩnh viễn đoạn hư vọng kế chấp kiến kiết tường; năm, đã vĩnh viễn đoạn các kiến điên đảo hư vọng kế chấp, cho là có hữu vi chẳng phải hữu vi. Quý tắc viên mãn cũng có 5 chủng: hoặc nương thời nên làm các việc, hoặc nương phẩm thiện nên làm các việc, hoặc nương oai nghi nên làm các việc, chỗ có quỹ tắc thuận theo thế gian và tị nại gia. Nói rộng nên biết như thành phần địa. Tịnh mạng viên mãn cũng có 5 chủng: năng xa lìa 5 pháp khởi tà mạng giả dối, được đây như thành phần địa đã thuyết. Xa lìa chuyển chuyển đấu tranh viên mãn được có 6 chủng, vì xa lìa 6 chủng căn bản đấu tranh. Trong đây 6 chủng căn bản đấu tranh đó là phẫn hận, như kinh đã nói rộng. Lại được 6 xứ nên kiến lập 6 căn bản đấu tranh. Những gì là 6 xứ? Một, tướng không làm nhiều ích; hai, vui ẩn giấu lỗi trái vượt của mình, chấp giữ kiều mạng; ba, vui muốn lợi giữa cùng kính hiện hành; bốn, hành hủy phạm tăng thượng giới; năm, hành hủy phạm tăng thượng tâm; sáu, hành hủy phạm tăng thượng tuệ. Nên biết nương xứ thứ nhất kiến lập căn bản đấu tranh thứ nhất, cho đến nương xứ thứ sáu kiến lập căn bản đấu tranh thứ sáu. Đó là có một loại bộ đặc giả là có hiểu biết rộng, nên từ người mà thu được nhiều lợi dưỡng. Do nhân duyên hủy phạm giới, đối với điều mình phạm vui muốn ẩn giấu, không muốn người biết. Có các bí xô đã rõ biết rồi, ở nơi có một hai hoặc nhiều chúng mà cử việc phạm đây, do đây nên kia một hướng ưu của nhiễu não thân tâm, lại do chấp giữ kiêu mạn ẩn chứa bên trong nên sanh nhiều nhiệt não tự nghĩ, chớ để kia ở nơi chúng khác nhận việc trước mà trách cứ đối với ta. Như vậy người kia trước ẩn giấu điều đã phạm gọi là che đậy, lại thêm phát khởi kiêu mạn phiền não, hợp hai sự việc đầy lại gọi là vui ẩn giấu lỗi trái vượt của mình, chấp giữ kiêu mạn, do đây kiến lập căn bản đấu tranh. Lại có bí xô vui muốn cung kính lợi dưỡng hiện hành, thấy có người nhiều tài bảo, nhiều người biết đến, đầy đủ đại phước, liền gần gũi nương dựa ân cần phụng sự, không phải vì quý, không phải vì kính, cũng không phải vì vui pháp, chỉ chuyên vì nhân duyên lợi dưỡng cung kính. Kẻ kia tư duy như vậy: nhiếp giữ chất trực, nhẫn nhục nhu hòa làm thầy y chỉ, ta ở nơi kia được tùy ý tự tại, kia thấy ta như vậy sẽ cho ta nhiều thứ mà kỳ thật ta không làm gì cả. Lại tư duy như vậy: nhiễm giữ huệ nhanh nhẹn, vui thích đồ phước, cùng những người đồng phạm hạnh đấy làm trợ bạn, chỗ có công việc của tăng và các việc khác đều nhờ kia làm, tà riêng lẫn tránh chỗ kín mà được yên thân. Khi hủy phạm cấm giới, các đồng phạm hạnh tránh nạn hỏi thì không phân minh, liền giả dối mượn việc khác để nói, như vậy gọi là hành giả dối, hành cuống xiểm, do nhân duyên đầy khởi các tránh cãi. Ngoài ra tùy chỗ thích hợp nên biết tướng đầy, trái với tướng đầy có 5 chủng pháp khiến người chưa tín chuyển tăng bội không tín, khiến người đã tín trở lại thay đổi. Lại nữa, bí xô siêng học đừng tỉnh lại ra thành tựu năm lực, thì ở nơi tất cả chủng thân khẩu ý đều hành tránh gia hạnh. Những gì là năm? Một, lực gia hạnh; hai, lực ý lạc; ba, lực khai sáng; bốn, lực tránh trí; năm, lực chất trực. Nếu thân khẩu ý ở tất cả phần đều vui tụ học, chân tránh khéo léo tu học các học xứ, lại đối với điều được học thật sự cung kính, chỉ vì tự điều phục, chỉ vì bát niết bàn, nên biết gọi là được gia hạnh. Đã hủy phạm rồi do ý lạc nên nhanh chóng trở lại ra khỏi xa địa, như vậy gọi là được ý lạc. Đối với học xứ, thời thời thỉnh hỏi các bậc trì ba tạng, kinh luật luận, đã tự mình quý kính, cũng đang khai thị khuyên bảo người khác tu học như thế, như vậy gọi là lực khai sáng. Đã từ người được nghe rồi, nếu những lời dạy ấy là chân thật tỉ nại ra thì nhiếp thọ không điền đảo, nếu lời dạy ấy là giả ngụy tỉ nại ra, tương tự tránh pháp là lời ác trái với pháp tánh thì cũng như thật rõ biết. Tuy không đến kia cúi mình thỉnh hỏi những điều chưa hiển rõ, nhưng vì lắng nghe nhiều nên đối với điều Phật Thế Tôn tuy không ngăn dứt cũng không khai hứa, mà năng tự tư duy so với tánh giả môn thì đầy năng thuận theo, đầy năng trái nghịch. Đã rõ biết rồi tùy chỗ thích hợp mà năng chân chánh tu hành, năng chân chánh ra liệt,
Như vậy nên biết gọi là lực chánh trí. Đã có lực tìm hiểu lìa các cuống diệm thì không chút phần sanh khởi phân biệt hư vọng, chẳng thể ở trong chỗ khai hứa ít phần mà lại khởi hiện hành khiến tăng thêm nhiều phần, chẳng thể ở trong chỗ khai hứa nhiều phần mà lại khởi hiện hành khiến tổn giảm ít phần. Đối với tất cả sự việc hiện hành đây đều không tăng thêm cũng không tổn giảm. Thực hành như vậy, ban đầu tự mình phát sanh hỷ lạc, về sau khiến mình người trụ nơi an lạc tu hành chánh hạnh, không khiến người bị mê hoặc. Như vậy nên biết gọi là lực chất trực. Lại nữa, nương sở học gia hạnh tỷ nại gia nên biết có 5 phẩm loại bồ đặc giả la sai biệt. 1. Có một loại bồ đặc giả la đối với pháp thiện thuyết tỷ nại gia được pháp xuất ra, ban đầu sắp phát khởi hướng đến, tuy mới phát khởi hướng đến nhưng chưa xuất ra, liền sanh phiền não tầm cầu tà dục, do duyên đây bèn không xuất ra. 2. Có một loại đã xuất ra rồi, vì phiền não thiêu đốt mạnh mẽ nên suy nghĩ hủy phạm giới luật, do nhân duyên đây phát sanh nhiều các ưu buồn hối tiếc nên sanh phiền não tầm cầu tà dục. 3. Có một loại đã xuất ra rồi, ở trong pháp xuất ra mà không sanh hỷ lạc, sắp muốn phát khởi hướng đến xả sở học, cũng ở nơi việc xuất ra mà phát sanh ưu buồn hối tiếc, khởi nghĩ đây ta không còn vui thích đối với việc xuất ra, người kia cho hai duyên trên mà phát sanh phiền não tầm cầu tà dục. 4. Có một loại bổ đặc giả la đã xuất ra rồi, vì không vì nhân duyên nuôi mạng khó mà cố nghĩ trái vượt sở học, cho đến suốt đời vui muốn xuất ra xin tu phạm hạnh, người kia không do hai duyên khiến phát sanh phiền não tầm cầu tà dục. 4 chủng bổ đặc giả la như vậy thuộc loại dị sanh. 5. Có một loại là các hữu học chưa đắc giải thoát, lấy đây làm chỗ nương, về sau đạt đường tâm tuệ giải thoát bậc nhất, như thật rõ biết thông đạt thăng tiến, đây gọi là bổ đặc giả la thứ 5. Bồ đặc giả la thứ 5 đây có sự khác biệt so với 4 loại trước, tức do thuộc hàng hữu học giải thoát điều thiện mãnh lợi, về sau thông đạt thăng tiến giải thoát, nên biết đây đã thấy dấu vết đế. Trong đây theo thứ tự đã thuyết, thì 3 bồ đặc giả la trước phải tránh trừ khiển phiền não tầm cầu tà dục phát sanh, do phát khởi hướng đến, do ưu buồn hối tiếc, do hài duyên, lại phải tránh rõ biết đối với thượng giải thoát. Còn bồ đặc giả la thứ 4 chỉ cần tránh rõ biết đối với thượng giải thoát sau. Nếu 4 bồ đặc giả la làm được như vậy thì tất cả đều ngang nhau không sai khác. Lại nữa, ở trong 3 học nên biết được có 3 chủng đà hạnh. Có một loại bồ đặc giả la trước vì cầu niết bàn mà vui xuất ra, nhưng xuất ra rồi về sau trôi nổi vui đắm vị diệu dục cõi trời, chỉ phòng hộ giới, thọ trì giới, hồi hướng cõi trời cho là vui đủ, đây gọi là bồ đặc giả la ngoại kiết tà hạnh, nơi tăng thượng giới thứ nhất. Lại có một loại bồ đặc giả la chẳng ở nơi phòng hộ giới mà sanh vui đủ, năng hướng đến chứng đắc các cõi giới cao hơn, nên theo đuổi một tịnh định. Lại ở nơi định đầy sanh sâu nhiễm vị, không cầu tiến hiện quán thánh đế, đây gọi là bồ đặc giả la nội kiết tà hạnh, nơi tăng thượng tâm thứ hai. Lại có một loại bồ đặc giả la là hữu học đã thấy dấu vết đế, do trụ phóng dật nên trong hiện pháp không bát niết bàn, nên biết đây gọi là bồ đặc giả la tà hạnh nơi tăng thượng tuệ thứ ba. Như vậy đã được dẫn cảnh trí của luận đầy, tùy thuận tương ứng với tông yếu mà đoát lý ca của sự điều phục. Ngoài ra, tất cả những chi tiết liên quan đến cảnh trí luận đầy đều phải nên hiểu rõ. Biện nhiếp thứ tự sự bản mẫu. Như vậy đã thuyết ma đát lý ca của sự tỷ nại gia. Sao gọi là sự ma đát lý ca? Hoặc ma đát lý ca của kinh, hoặc ma đát lý ca của luật, lực chung là một, gọi là ma đát lý ca. Tuy lại không có ma đát lý ca khác, nhưng vì nói lược thâu nhiếp tạo pháp lưu chuyển hoàn diệt tạp nhiễm thành tịnh, mà nay ta lại thuyết phân biệt pháp tướng ma đát lý ca. Ốt Đà Nam nói, cần yếu dụng khác giải thích khác, chẳng được tức đây giải thích đây. Đầu tiên tóm lược sự thứ tự, về sau sẽ rộng biện thứ tự. Nếu vì người mà tuyên thuyết các pháp, trước cần dùng môn này để nêu chung, sau lại dùng môn khác để giải thích chi tiết, như vậy gọi là thuận theo chánh lý. Không được trước dùng môn đây để nêu chung, sau trở lại lấy môn đây để giải thích chi tiết. Như trước nêu chung, sao là hữu vi, về sau giải thích chi tiết nói chỗ gọi là năm uẩn, như vậy gọi là thuận theo chánh lý. Không được trước nêu chung sao là hữu vi, sao lại giải thích riêng nói chỗ gọi là hữu vi, như vậy tất cả nên tùy theo đó mà hiểu rõ. Lược do hai tướng nên biết kiến lập phân biệt pháp tướng ma đát lý ca. Một, trước lược thứ tự sự. Hai, tương đương chỗ lược thứ tự sự như vậy sao sẽ biện rộng.
Một, lược thứ tự sự, tức nói lược thứ tự của sự phẩm lưu chuyển tạp nhiễm và sự phẩm hoàn diệt thành tịnh. Sự phẩm lưu chuyển tạp nhiễm là sự tự tánh, sở y sở duyên và trợ bạn của sáu thức thân, hoặc sự uẩn giới xứ, hoặc sự các duyên khỏi xứ phi xứ, hoặc sự ba thọ, hoặc sự ba đời, hoặc sự bốn duyên, hoặc sự các nghiệp, hoặc sự phiền não, hoặc sự ba cõi là dục giới, hoặc sự mười hữu, đó là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, địa ngục hữu, bảng sanh hữu, quỷ hữu, trời hữu, người hữu, nghiệp hữu, trùng hữu, do ly dục đường thiện đường ác riêng khác chiêu dẫn hướng đến các hữu có sự sai khác. Hoặc sự 11 thức trụ, hợp chung mà nói đó là 4 thức trụ và 7 thức trụ, hoặc sự cư trú của 9 hữu tình như kinh đã rộng thuyết, hoặc sự 5 đường, hoặc sự 4 sanh, hoặc sự 4 nhập thai, hoặc sự 4 được tự thể, hoặc sự 4 thực, hoặc sự 4 ngôn thuyết, hoặc sự 4 pháp thọ, hoặc sự 4 điên đảo, hoặc sự khổ đế, hoặc sự tập đế, hết thể loại như vậy, gọi là nói được thứ tự của sự phẩm lưu chuyển tạp nhiễm. Sự phẩm hoàn diệt thành tịnh là sự diệt đế, hoặc sự đạo đế, hoặc sự tam ma điện, hoặc sự các trí, hoặc sự đầy chỗ dẫn dắt các công đức, hoặc sự bảy chánh pháp, hoặc sự bảy chánh tác ý quán sát, hoặc sự 37 pháp bồ đề phần, hoặc sự 4 dấu vết hành, hoặc sự 4 dấu vết pháp, hoặc sự samatha tỳ bát xá na, hoặc sự 4 tụ định, hoặc sự 3 phước nghiệp, hoặc sự 3 học, hoặc sự 4 quả sa môn, hoặc sự 4 chứng tịnh, hoặc sự 4 thánh chủng, hoặc sự 3 thừa, hoặc sự 4 hỏi đáp. Để thể loại như vậy gọi là nói lược thứ tự sự phẩm hoàn diệt thành tịnh. Biện rộng kiến lập hết thảy sự như vậy, tùy chỗ thích hợp đã thuyết ở trước, tướng đây nên biết trong các địa kia và các phần nhiếp đã thuyết. Tóm lại mà nói tất cả sự gom chung trong năm sự: một, sự tâm; hai, sự pháp sở hữu của tâm; ba, sự sắc; bốn, sự tâm không tương ương hành; năm, sự vô vi. Hai, biện rộng thứ tự của sự lược do bốn tướng mà biện rộng sự kia. Những gì là bốn? Một, vì dị môn sai biệt; hai, vì thể tướng sai biệt; ba, vì giải thích từ sai biệt; bốn, vì phẩm loại sai biệt. Dị môn thể tướng giải thích từ sai biệt, tướng đây nên biết như phần nhiếp thích đã thuyết. Phẩm loại sai biệt lại có tám chủng: a, kiến lập tánh có chẳng phải có, tánh khác chẳng phải khác sai biệt; b, kiến lập giới địa sai biệt; c, kiến lập thời phần sai biệt; d, kiến lập nơi trốn phương hướng sai biệt; e, kiến lập tương tục sai biệt; f, kiến lập phần vị sai biệt; g, kiến lập phẩm phần sai biệt; h, kiến lập đạo lý sai biệt. Do tám chủng sai biệt như vậy thầy, nên đối với tất cả sự phẩm loại sai biệt phải tùy theo đó mà hiểu rõ. A, tánh có chẳng phải có, tánh khác chẳng phải khác sai biệt. Nếu nói lược thì có ba chủng có: một, thật có; hai, giả có; ba, thắng nghĩa có. Thật có là các pháp tiêu biểu có danh khả đắc, có sự khả đắc. Danh đây ở nơi sự vô ngại mà chuyển, chẳng phải có lúc chuyển được hoặc có lúc không chuyển được. Nên biết danh đây được thuyết thật có, như ở trong các tụ pháp như tụ sắc, kiến lập, các tướng thành, nhà, quân, rừng, cỏ, cây, y phục, thức ăn. Nhưng tướng đây chỉ tùy chuyển ở nơi tụ đây, không dùng ở nơi tụ sắc khác. Các tướng khác mà ở tất cả xứ khác thầy đều tùy chuyển, thì tướng đây được nói là thật có, nên biết tướng khác được nói là giả có. Giả có đây lược có 6 chủng: 1. Tụ tập giả có; 2. Nhân giả có; 3. Quả giả có; 4. Sở hành giả có; 5. Phần vị giả có; 6. Quán đãi giả có. Tụ tập giả có vì thuận theo thế gian dùng lời nói để dễ dàng hiểu rõ, như ở nơi tướng chung nằm uẩn mà kiến lập tưởng ngã hữu tình bộ đặc giả na chúng sanh, tưởng đây chỉ có thể hiện rõ tụ đây, vậy nên nói là tụ tập giả có, nhân giả có. Đời vị lai pháp hành có thể sanh, do chưa sanh nên tuy không phải thật có mà có nhân đây nên có thể sanh, gọi là nhân giả có. Quả giả có, chỗ gọi là trạch diệt là quả đạo nên không thể thuyết là không, nhưng chẳng phải thật có, nói chung là vì đoạn tất cả phiền não, ở đời đương lai rốt ráo chẳng sanh mà giả lập. Sở hành giả có, đời quá khứ các hành đã diệt, sở hành cảnh hiện tiền chỉ do tạo tác nhớ nghĩ, cho nên gọi là sở hành giả có, bởi lẽ đã tàn diệt nên chẳng phải thật có. Phần vị giả có là các tâm không tương ưng hành như sanh, như trước phần ý địa đã nêu ra, biện rõ giải thích, tức ở nơi các hành đây, do đương trước và sau, có và chẳng phải có, đồng lại và khác lại, tương tục và phần vị mà giả lập sanh, chẳng phải sanh,
Đây lìa ngoài các hành mà có tự thể chân thật riêng biệt khá có được. Quán đãi giả có là hư không vô vi, như hư không phi trạch diệt để đối đãi với các cõi sắc mà giả kiến lập. Nếu nơi thị xứ cõi sắc chẳng phải có, giả nói hư không, như vậy chẳng phải lìa ngoài pháp sắc, không chỗ hiển, riêng có thật thể hư không khả đắc, chẳng phải không chỗ hiển mà được gọi là thật có. Quán đãi các hành không đồng sanh khởi, ở trong đời vị lai pháp chẳng sanh, lập là phi trạch diệt, chỗ hiển không sanh giả nói là có, chẳng phải chỗ hiển không sanh mà được gọi là thật có. Thắng nghĩa có, trong đây tất cả danh lời, tất cả thi thiết thảy đều vĩnh viễn đoạn trừ, lìa các khí luận, lìa các phân biệt, vì khéo phương tiện thiết là pháp tánh chân như thật tế, không vô ngã, như trong Bồ Tát Địa phẩm chân thật nghĩa. Phần thứ tư, sự chân thật sở hành của trí do phiền não chướng thành tịnh, trái với tướng trên đây nên biết là chẳng phải có. Lại do bốn chủng riêng không riêng nên kiến lập tánh khác không khác. Một, do nhân khác không khác. Hai, do sở y khác không khác. Ba, do tác dụng khác không khác. Bốn, do thời phần khác không khác. Các pháp nhân hoặc tướng khác biệt khá có được, tức là đây khác so với kia. Hoặc tướng không khác biệt khá có được, tức là trước sau và hiện tại không khác. Thời phần khác tức là tất cả hành chỉ sát na trụ, tức tự thể đây so với trở lại, so trở lại với tự thể gọi là không khác, qua sát na sau gọi là khác. Do kia làm chủng mà đây được sanh gọi là nhân. Nếu do nhãn và đại chủng làm chỗ đường dựa mà chuyển gọi là sở y. Nếu tất cả hành mỗi mỗi có công năng riêng biệt gọi là tác dụng. Như vậy gọi là kiến lập phẩm loại tánh có chẳng phải có, tánh khác chẳng phải khác, sai biệt thứ nhất. B. Kiến lập giới địa sai biệt là ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới sai biệt. Dục giới, giới từ địa ngục vô gián trên vượt qua tha hóa cho đến cùng ma. Trong đây các hành đều do nhân phiền não dục giới sanh ra, ở nơi ba đời và phiền não kia làm nơi nương tựa, bị sự theo đuổi trói buộc của phiền não phẩm thô trọng, bị sự hệ buộc của kia. Lại tất cả phiền não trong dục giới hoàn toàn chưa ly dục, không phải nhiếp thuộc định địa. Tất cả phiền não ở sắc giới, vô sắc giới, một phần ly dục nhiếp thuộc định địa, tướng phiền não khác nên biết như trước. Sắc giới là bốn tịnh lự, kể cả tịnh lự trung gian có 17 địa. Vô sắc giới là bốn vô sắc địa như không xứ. C. Kiến lập thảy phần sai biệt. Ở đời quá khứ có không gián đoạn đã diệt, có cận sát đã diệt, có lâu xa đã diệt. Ở đời vị lai có không gián đoạn sẽ sanh, có cận sát sẽ sanh, có lâu xa sẽ sanh. Ở đời hiện tại có sát na hiện tại, có chúng đồng phận hiện tại, có tương tục chưa diệt hiện tại. D. Kiến lập nơi trốn phương hướng sai biệt. Các pháp có sắc vì nương dựa nơi trốn nên có phương hướng xa gần sai biệt. Các pháp vô sắc vì không có sắc nên không nương dựa nơi trốn. Nếu nương pháp sắc mà được sanh khởi, tức ở xứ đây nói có phương hướng. Do đây, đây do tướng chuyển, chẳng phải do nương dựa nơi trốn. Các pháp có sắc đầy đủ do hai chủng là nơi trốn và phương hướng. E. Kiến lập tương tục sai biệt. Nên biết tương tục được có bốn chủng do căn cảnh của mình và do căn cảnh của người có sai biệt nên lập bốn tương tục. Một, tự thân mình tương tục. Hai, thân người tương tục. Ba, các căn tương tục. Bốn, cảnh giới tương tục. Hai chủng là giả kiến lập, hai chủng là chân thật nghĩa. F. Kiến lập phần vị sai biệt là phần vị khổ, phần vị lạc, phần vị không khổ không lạc, tức là các pháp năng thuận theo ba thọ. G. Kiến lập phẩm phần sai biệt. Nên biết kiến lập hai phẩm năng trị sở trị sai biệt, đó là pháp nhiễm không nhiễm, pháp thấp kém thắng diệu, pháp thô tế, pháp chấp thọ không chấp thọ, pháp hữu sắc vô sắc, pháp có thể thấy không thể thấy, pháp có đối ngại không đối ngại, pháp hữu vi vô vi, pháp hữu lậu vô lậu, pháp hữu tránh vô tránh, pháp có ái vị không ái vị, pháp nương đam mê vui thích, nương ra khỏi xa lìa, pháp thế gian xuất thế gian, pháp đọa nhiếp chẳng phải đọa nhiếp, pháp nhiễm không nhiễm. Nên biết trong đây do năm nhân duyên kiến lập pháp nhiễm. Một, ở trong ba thọ như chỗ thích hợp chính là tạp nhiễm. Hai, năng khắp nhiếp thọ các phẩm phiền não tánh thô trọng. Ba, năng khắp nhiếp thọ quả phi ái ở hiện pháp đương lai. Bốn, năng khắp liên kết sanh tương tục. Năm, năng khắp chướng ngại tất cả thiện pháp và ở nơi sở trì chướng ngại trí sanh. Do nhân duyên đây gọi là pháp nhiễm. Trái với tướng đây để rõ biết tướng pháp không nhiễm. Pháp không nhiễm đây lược có hai chủng là thiện và vô ký. Do thối giữa bất tịnh và phiền não bất tịnh nên gọi là bất tịnh. Do trong đây các sở hữu thọ đều là khổ nên gọi là khổ. Do tánh vô thường nên
gọi là chẳng bền chắc. Nếu do đạo lý thắng nghĩa tánh thì tánh bất tịnh, tánh khổ, tánh không bền chắc thô uế gọi là thấp kém. Vượt qua những tánh kia nên biết gọi là thắng diệu. Pháp thấp kém thắng diệu, do đối đãi nhau nên lại có hai tướng thấp kém và thắng diệu sai biệt. Đó là đối với sắc giới thì dục giới là thấp kém, đối với vô sắc giới thì sắc giới là thấp kém, đối với niết bàn thì ba giới đều là thấp kém. Hết thảy lại như vậy cần nên rõ biết. Pháp thô tế, vì trước sai biệt, vì tịnh uế sai biệt, vì thế dụng sai biệt nên kiến lập thô tế của cõi sắc. Vì đó là tụ cực vi, trước đó là tụ còn lại, tịnh đó là trung hữu của tụ sắc địa trên, uế đó là các hữu còn lại của tụ sắc địa dưới. Thế dụng như ở thị xứ mà thế lực tác dụng của địa đại tăng mạnh, tùy cùng với các tụ khác lượng ngang nhau mà kia năng vượt hơn địa khác, hiện hiện phần thô khá có được. Vì phẩm loại hạ trung thượng có sai biệt nên kiến lập sở hữu thô tế của các pháp vô sắc sai biệt. Phẩm loại hạ trung thượng có sai biệt tức là các thọ như lạc, các pháp như tín có phẩm loại hạ trung thượng sai biệt. Pháp hữu sắc, pháp vô sắc do lý thế tục đế và lý thắng nghĩa đế, do dễ hiểu và khó hiểu nên có hai chủng thô và tế sai biệt. Pháp chấp thọ chẳng phải chấp thọ, các pháp sắc nhờ sự chấp thọ giữ gìn của tâm tâm sở, do đây nương gá lẫn nhau nên tâm tâm sở cùng kia đồng chuyển an bình nguy hại, đồng chuyển sự an nguy, tức là do lực tâm tâm sở vận nhậm giữ gìn nên sắc đây không bị đoạn, không bị hoại, không bị thối rữa. Do sự chấp thọ sắc như vậy, hoặc lúc suy tổn, hoặc lúc tăng thêm, thì tâm tâm sở ấy cũng tùy đó suy tổn hay tăng thêm, trái với tướng đây gọi là chẳng phải chấp thọ. Pháp hữu sắc, vô sắc. Hữu sắc là năng nương dựa vào nơi chốn phương hướng, vô sắc là không nương dựa vào nơi chốn phương hướng. Đây nói trong phạm vi sở duyên lãnh nạp lưu chuyển mà thi thiết kiến lập. Pháp có thể thấy, không thể thấy. Nếu các sắc được mắt nhận biết và chỗ nương, tức ở tại mắt đây kia hiện tiền rõ ràng gọi là có đối ngại, trái với tướng đây gọi là không thể thấy. Pháp có đối ngại, không đối ngại, nếu các sắc đang chướng ngại sự thấy các sắc khác và chướng ngại sự qua lại của sắc khác, trái với tướng đây gọi là không đối ngại. Pháp hữu vi, vô vi. Hữu vi tức là có sanh diệt hệ thuộc vào nhân duyên, trái với tướng đây nên biết là vô vi. Pháp hữu lậu, vô lậu, nếu các pháp do các lậu phát sanh, do sự đuổi theo trói buộc của các lậu thô trọng, do các lậu tương ứng, do các lậu sở duyên, do các lậu quá khứ năng sanh, vị lai năng sanh, hiện tại năng sanh, do các lậu nương nhau gọi là pháp hữu lậu, trái với tướng đây nên biết là vô lậu. Pháp hữu tránh, vô tránh, vì năng cùng đường lai các khổ sanh làm nhân sanh, vì ở trong hiện pháp có tánh tội gọi là pháp hữu tránh, trái với tướng đây gọi là vô tránh. Pháp có ái vị, không ái vị, vì ở môn nội tự thể có ái nhiễm đuổi theo nên gọi là có ái vị, trái với tướng đây gọi là không ái vị. Pháp nương đam mê vui thích, nương ra khỏi xa lìa, vì ở nơi môn ngoại cảnh giới có ái trước đuổi theo nên gọi là nương đam mê vui thích, trái với tướng đây gọi là nương ra khỏi xa lìa. Pháp thế gian, suốt thế gian, nếu tất cả pháp là hữu lậu hữu tránh, có ái vị, nương đam mê vui thích như vậy gọi là thế gian. Nếu năng trị đây, tương đương thế tục đế khởi tục trí và dẫn phát tục trí cũng gọi là thế gian, trái với tướng đây gọi là xuất thế gian. Pháp đoạ nhiếp chẳng phải đoạ nhiếp, nếu các thế gian gọi là pháp đoạ nhiễm, đoạ nhiếp vì rơi trong khí hữu tình nhiếp thuộc dục sắc vô sắc thế gian. Nếu các xuất thế gian gọi là pháp không đoạ nhiếp vì không như đoạ nhiếp thế gian đã nói trên. H. Kiến lập đạo lý sai biệt là bốn đạo lý: 1. Quán đãi đạo lý, 2. Chứng thành đạo lý, 3. Tác dụng đạo lý, 4. Pháp nhĩ đạo lý. Phân biệt đạo lý sai biệt như vậy, tướng đây nên biết như thành văn địa đã thuyết. Như vậy, 8 chủng phẩm loại sai biệt và trước đã thuyết về dị môn thể tướng thích từ sai biệt. Thứ tự của tất cả sự như trước đã năng tránh biện rộng biện lược, nên biết đều không vượt quá tất cả sự đã biện ở đây. Lại nữa, Ốt Đà Nam nói, đầu tụ hiếp nhau thảy, thứ đến thành tiệu thảy, tự tánh thảy, nhân thảy, sau rộng thuyết địa thảy. Có 9 tụ pháp nhiếp tất cả pháp. Những gì là 9? 1 tụ pháp thiện, 2 tụ pháp bất thiện, 3 tụ pháp vô ký, 4 tụ pháp kiến sở đoạn, 5 tụ pháp tu sở đoạn, 6 tụ pháp không đoạn, 7 tụ pháp tà tánh định, 8 tụ pháp tránh tánh định, 9 tụ pháp bất định. Tụ pháp thiện tướng đây đã rộng biện như ý địa. Tụ pháp kiến sở đoạn là tất cả kiến hoặc,
nương tham sân si mạn kiến, hoặc nghiệp đường ác, hoặc ở nơi các đế sanh khởi do dự nghi ngờ. Tụ pháp tu sở đoạn là tất cả pháp phải đoạn còn lại. Tụ pháp không đoạn là pháp vô lậu. Tụ pháp tả tánh định là nghiệp vô gián và đoạn thiện căn. Tụ pháp tránh tánh định là sở hữu các pháp học vô học. Tụ pháp bất định là pháp phi học phi vô học còn lại. Nên biết trong đây sở hữu các pháp tự tánh nhiếp lẫn nhau, tương ứng khác, tương ứng tánh khác, hoặc lại có một loại bộ đặc giả la thành tựu thiện pháp và pháp vô ký, không phải pháp bất thiện, đó là các bậc thánh đã lìa dục tham, và đầy dị sanh đã lìa dục tham, trừ trùng tử pháp. Hoặc có một loại bộ đặc giả la thành tựu pháp bất thiện và pháp vô ký, không phải các pháp thiện, đó là bộ đặc giả la đoạn thiện căn, trừ trùng tử pháp. Hoặc không có loại bộ đặc giả la thành tựu pháp thiện và pháp bất thiện, không phải pháp vô ký, hoặc không có bộ đặc giả la chỉ toàn bất thiện hoặc chỉ toàn vô ký. Lại trong đây nên biết các pháp tùy chỗ thích hợp, hoặc là đắc hoặc là xả, đó là có một loại do thọ chỗ được thọ, hoặc do xả chỗ được thọ, hoặc do tà thôi thúc tìm cầu, hoặc do tránh thôi thúc tìm cầu, hoặc do chuyển hình, hoặc do pháp nhĩ, hoặc do ly dục, hoặc do gia hạnh, hoặc do thối thất, hoặc do đắc quả, hoặc do sống chết mà có đắc xả. Như trong pháp luật nghi biệt giải thoát, do thọ pháp biệt giải thoát luật nghi nên đắc, do xả pháp biệt giải thoát luật nghi nên xả. Như trong các thiện pháp, do tà thôi thúc tìm cầu nên xả, do tránh thôi thúc tìm cầu nên đắc, do chuyển hình nên xả. Đó là trong luật nghi bí xô và trong luật nghi bí xô ni, hoặc chuyển xả thân bí xô thành thân bí xô ni, hoặc chuyển xả thân bí xô ni thành thân bí xô. Bấy giờ hoặc bí xô hoặc bí xô ni kia, nếu chuyển hình khác hoặc chuyển không hình thì hoàn toàn xả luật nghi bí xô, bí xô ni. Do pháp nhĩ khi thế gian hoại năng nhập, pháp nhĩ sở đắc tịnh lự. Do ly dục nên năng đắc sở hữu thể pháp địa trên. Do gia hạnh nên năng nương kia dẫn công đức khiến hiện tại tiền. Do thối thất nên trở lại đắc các pháp hạ địa trước. Do đắc quả nên xả các pháp thế gian, được pháp xuất thế gian và thể pháp thế gian thanh tịnh về sau. Do sống chết nên lúc sanh cõi dưới, thì khi sanh được các pháp thiện bất thiện vô ký, hoặc khi sanh cõi trên chỉ đắc thiện pháp và pháp vô ký. Chỗ xả các hữu như chỗ thích hợp cũng theo đó hiểu rõ. Các tâm tâm sở không trồng trái lẫn nhau, mà cùng tương ưng, cùng nhiếp lẫn nhau, tức sát na hành đầy trở lại cùng sát na đầy, lại không có tất cả các hành pháp sanh tử vĩnh viễn đoạn trừ. Lại không các hành trước chưa từng sanh, bỗng nhiên này khởi, lại tất cả hành đều sát na sanh, sát na sau sanh, ắt không dùng trụ, các hành một sanh, một trụ một diệt. Lại tất cả pháp chỉ một tự tánh, không có tự tánh thứ hai khá có được. Lại quyết định không có hai pháp cùng lại cùng một lúc tương ưng, tức do không có tự tánh thứ hai. Lại chẳng phải một pháp có tướng khác, chia lìa hai chủng tướng tác dụng. Lại tất cả hành đừng cái khác chuyển mà không nương chính mình. Lại chẳng phải tự tánh cùng với tự tánh đồng nhau, cũng không tùy chuyển cùng nhau. Lại chẳng phải tức một sát na tâm đầy làm sở duyên sát na tâm đầy. Lại chẳng phải tức tự tánh sát na đầy làm nhân tự tánh sát na đầy. Cũng chẳng phải sanh sau làm nhân sanh trước. Cũng chẳng phải đồng loại làm nhân của dị loại, như bất thiện so với thiện, thiện so với bất thiện, mà làm thành nhân quả dị thục vô ký. Rộng thuyết địa, Ốt Đà Nam nói: đầu các địa, các y, kế đế trí gia hạnh, tam ma địa, căn đạo, đối trị hành tu tập, pháp hữu lậu vô lậu, các quả các nhân duyên, lập bổ đặc già la, do biết khắp cứu cánh. Có chín chủng địa, những gì là chín? Một từ lường địa, hai phương tiện địa, ba quán hành địa, bốn kiến địa, năm tu địa, sáu hữu học địa, bảy phù học địa, tám thánh giả địa, chín dị sanh địa. Trước nên tu tập từ lường xuất thế, kế đến vì tận lậu nên siêng tu phương tiện, kế đến tu tùy thuận quyết trạch thời phần, tránh quán các đế, kế đến năng chứng nhập tránh tánh ly sanh, cuối cùng thứ lớp chứng bốn quả sa môn. Trong đây ba trước là hữu học địa, quả thứ tự đây là phù học địa, chứng ly sanh rồi, dần dần thăng tiến tất cả đạo thế gian gọi là tu địa, tức đây tổng nhiếp kiến địa học địa và vô học địa gọi là thánh giả địa, còn lại tất cả đây gọi là dị sanh địa, tức là tất cả dị sanh hoặc chưa tu gia hạnh, hoặc đã tu gia hạnh, hoặc đã ly dục. Lại nữa có chín y năng tận các lậu, những gì là chín? Đó là vị trí định hoặc sơ tịnh lự, tịnh lự trung gian, ba tịnh lự còn lại và ba vô sắc trừ đệ nhất hữu. Lại nữa có bốn thánh đế năng khiến tận các hoặc, tịnh các hoặc.
Lại nữa, có 10 trí nàng dõi biết tất cả cảnh giới sở tri, pháp trí, loại trí, thế tục trí, tha tâm trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, vô sanh trí, đầy rộng phân biệt như thành văn địa. Lại nữa, thầy Du Già có 5 gia hạnh: 1. Vì muốn chứng nhập chánh tánh ly sanh; 2. Vì đắc thượng quả; 3. Vì thắng tiến ly dục; 4. Vì muốn chuyển căn; 5. Vì dẫn công đức. Lại nữa, Du Già có 3 tạm ma địa: 1. Không tạm ma địa; 2. Vô nguyện tạm ma địa; 3. Vô tướng tạm ma địa. Lại nữa, có 3 chủng các căn của tất cả hành hướng và trụ quả: 1. Căn chưa biết, muốn biết, là các căn hành hướng quả dự lưu; 2. Các căn đã biết, là các căn trụ quả dự lưu trở lên đến hành hướng quả A-la-hán; 3. Căn biết đầy đủ, là các căn trụ quả A-la-hán. Lại nữa, có 9 đạo. Sao gọi là 9? 1. Đạo thế gian; 2. Đạo xuất thế gian; 3. Đạo gia hạnh; 4. Đạo không gián đoạn; 5. Đạo giải thoát; 5. Đạo thắng tiến; 7. Đạo phẩm hạ; 8. Đạo phẩm trung; 9. Đạo phẩm thượng. Đạo thế gian: do đây nên năng chứng đoạn các phiền não thế gian, hoặc không chứng đoạn, năng đến cõi thiện hoặc đến cõi ác. Đạo xuất thế: do đây nên năng chứng rốt ráo đoạn các phiền não. Đạo gia hạnh: vì đoạn các hoặc nên siêng tu gia hạnh. Đạo không gián đoạn: vì tránh đoạn các hoặc. Đạo giải thoát: vì đoạn không gián đoạn, tâm đắc giải thoát. Đạo thắng tiến: từ đây về sau phát ra hạnh thủ thắng. Đạo phẩm hạ: năng đối trị phiền não phẩm thượng. Đạo phẩm trung: năng đối trị phiền não phẩm trung. Đạo phẩm thượng: năng đối trị phiền não phẩm hạ. Lại nữa, có 4 chủng đối trị: 1. Đối trị nhàm chán hoại diệt; 2. Đối trị đoạn diệt; 3. Đối trị nhậm trì; 4. Đối trị phần xa. Lại nữa, có 16 hành tướng, đó là quán các đế, là vô thường như trước đã biện. Lại nữa, có 8 chủng tu tập đối trị như vậy, hành tướng như vậy, tu tập như vậy, tướng đầy nền quá như định địa và thành phần địa ở trước. Lại nữa, có 2 phẩm nhiếp tất cả pháp: 1. Pháp hữu lậu; 2. Pháp vô lậu; 2. Đầy nền biết như trước đã biện. Lại nữa, có 5 quả: 1. Quả dị thục; 2. Quả đẳng lưu; 3. Quả đề hệ buộc; 4. Quả sĩ dụng; 5. Quả tăng thượng. Lại nữa, có 10 nhân: 1. Nhân tùy thuyết; 2. Nhân quán đãi; 3. Nhân dẫn dắt; 4. Nhân nhiếp thọ; 5. Nhân sành khởi; 6. Nhân dẫn pháp; 7. Nhân quyết định khác; 8. Nhân đồng sự; 9. Nhân trái nhau; 10. Nhân không trái nhau. Lại nữa, có 4 duyên: 1. Nhân duyên; 2. Đẳng vô gián duyên; 3. Sở duyên duyên; 4. Tăng thượng duyên. Nhưng vậy tất cả nhân quả và duyên tướng đây như Bồ Tát Địa đã biện. Lại nữa, có 7 chủng Bồ Đạc Già La, đó là tùy tín hành. Lại nữa, có 6 chủng A-la-hán, đó là pháp thối. Lại nữa, có 8 chủng Bồ Đạc Già La, đó là hành bốn hướng và trụ bốn quả, nên biết tướng đây kiến lập như thành văn địa. Lại nữa, 6 chủng trí biết khắp: 1. Trí biết khắp bất định địa, hữu lậu đế; 2. Trí biết khắp định địa, hữu lậu đế; 3. Trí biết khắp vô lậu, vô vì đế; 4. Trí biết khắp vô lậu, hữu vì đế; 5. Trí biết khắp thuận hạ phần kiết; 6. Trí biết khắp thuận thượng phần kiết. Lại nữa, có 2 chủng rốt ráo: 1. Trí rốt ráo là tận vô sanh trí, tức là từ đây về sau vì không phải biết đến việc đoạn trừ phiền não; 2. Đoạn rốt ráo là khắp rốt ráo đoạn các phiền não, do kia đoạn nên chứng tâm giải thoát và tuệ giải thoát rốt ráo viên mãn. Như vậy đã được dẫn cảnh trí của luận đầy tương ưng thuận theo sở hữu tông yếu Ma Đát Lý Ca. Ngoài ra, tất cả những chi tiết liên quan cảnh trí luận đầy đều phải nên rõ biết, và khắp hành của tất cả Ma Đát Lý Ca tướng đầy nên biết như phần nhiếp thích. Giáo pháp Như Lai số lượng vô hạn, làm sao năng đến được bờ vô biên ấy? Tất cả đều thuận theo phương hướng đầy, thuận theo dẫn pháp đầy, thuận theo nghĩa thú đầy. Các bậc thông tuệ đối với tất cả điều trên nên chân chánh tầm tư, nên chân chánh giác liễu.